trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Bây giờ anh em kéo đi rồi. Nó nhanh hơn. Nhanh hơn ạ. Nhưng mà nó nó à. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị. Hôm nay thì lại có sự góp mặt của em Quân, sẽ cùng anh em đi xuống lấy một chút cây chóng của bác ạ. Như thức phim hôm trước thì cô bác cũng đã theo dõi rằng là mấy anh em đi lấy cây chóng được như thế nào rồi. Và hiện tại số cây chóng đấy thì vẫn chưa có đủ. Đến hôm nay thì anh em đội thợ lại tiếp tục vào làm và xây dựng ngôi nhà của ba ông cháu rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì có thể nói là vật liệu thì từ kia vào đến đây thì đường cũng chưa có khô máy, cho nên là mấy anh em không có dám chở vật liệu vào. Mấy anh em chỉ có đi dám là chặt cây trống về để mấy nữa mình đổ cái phần mái thôi bác. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi hết video, cùng theo cháu Lực với lại em Sử với lại em Quân nữa đi chặt được những cái cây trống về cô bác nhá. Thế trong cái quá trình mà vận chuyển những cây trống thì đi trước đi. Trong cái quá trình mà anh em vận chuyển những cái cây trống thì đi những cung đường nào thì cô bác anh chị cũng đã biết rồi. Đây, ở dưới kia thì có một cái đồi măng nứa của bác, cho nên là cháu Lực với lại em Sử sẽ đi chọn cây nào mà to rồi thì mấy anh em sẽ cùng nhau là vận chuyển về cô bác ạ. Anh xem chặt thêm những cái cây to rồi thì nếu mà hết cây to rồi cháu Lực với lại em Sử với lại em Quân thì sẽ đi ra những cái búi tre này các bác này, xem cây nào cây to thì mấy anh em sẽ chặt. Ông đi đâu rồi Sử? Ông đi chăn trâu ạ. Ông đi chăn trâu à? Vâng. Cái thời gian này thì ba ông cháu đang dành những cái búi của cỏ này này các bác này để cho dự trữ cho đến mùa đông rồi thì mới đi cắt về các bác. Hiện tại thì trời đang còn ấm ấm cho nên là ông sẽ đi chăn trâu. Cháu Lực cũng rất là mừng khi mà đến buổi chiều hôm nay cô bác này thì nhìn thấy mặt trời lên nắng rất là đẹp để cho cái con đường, những cái cung đường từ bên kia ra bên này để một hai hôm tới thì cháu Lực sẽ lại vận động mấy thanh niên ở trong bản này đi chở cát cho cháu Lực cô bác ạ. Những cái vật liệu như này thì vận chuyển vào đây thì hoàn toàn là lấy thuê hết cả cô bác ạ. Đến hôm nào mà mấy thanh niên mà không có bận, không có rảnh ấy, thì cháu Lực mới lại em Sử thì mới đi mót được về bao nhiêu thì anh em sẽ mót cô bác. Hôm nay có thấy nắng đẹp không? Có. Có à? Đấy, ông thì đang chăn trâu ở dưới kia các bác này. Đấy, có khi là ông đang chăn trâu thì một tí. Mà mát thì xem à. Thế ông thì phải nói là rất là quý cho Lực của bác. Khi lần nào mà cháu Lực lên thì ông cũng đều là nói những cái từ mà gọi là rất là thân mật của bác. Tớ vai là gì? Ồ. Tớ thăm máy hổ? Thăm máy hổ bóng hổ à, cây trông không? Ồ, bẹt khẩn này cao nào. Làm cho thăm luôn đi. Vừa rồi thì cũng nói qua với ông một chút cô bác là đi xuống ấy chặt cây rồi. Đường này chỗ này ông nói anh em mình không xuống được đâu.
Bác, từ cái đoạn cái trống này lên trên đến cái nền nhà mới, ngôi nhà mới của ba ông cháu thì phải nói là một cái đoạn đường mà không cần cháu Lực không phải diễn tả nữa, cháu Lực chỉ cần ghi hình lên thì cô bác cũng đã biết được rằng là cái đoạn đường đấy như đi hay như thế nào rồi cô bác. Tình hình là vẫn trốn nội nhỉ? Vâng. Sứ ơi. Hả? Vẫn trốn nội chứ nhỉ? Vâng. Đi. Ôi quả hạt 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 gì đây? Các tình yêu ơi. Hạt đi đây Sứ ơi. Quả này này. À, trên này không biết là cái quả gì, con bác này hạt rất là to này. Bổ bổ á, xem là nó như kiểu hạt hạt gì. À đây, có ăn được không Sứ ơi? Sứ? Hả? Hạt này có ăn gì không? Ăn được không? Ăn được đó. Ăn được à? Ôi, hạt này thì không ăn được cho nên là mấy anh em cũng không có lấy nước cô bác. Cái cây nó là cây này này cô bác này, như kiểu là cái cây nếu mà nó hình dạng như kiểu quả me đấy cô bác. Đấy, nhưng mà nó rất là to, nó phải to bằng cổ tay của cháu Lực luôn. Tình yêu ơi. Ôi, có chim kìa. Cái này cũng to này. Cái kia cũng to. Cây già kìa. Ở trên kia có cây già kìa. Xem là nếu mà cây kia mà mình chặt được ấy, thì mình kéo bên kia luôn nhá. Ui. À, ông thì cũng ra kia luôn rồi cô bác này. Đi lên chỗ ông đi. Đi lên chỗ ông đi, Sứ ơi. Ôi, trên này thì có cái cây này thì ăn người ta hay dùng để rửa bạc này, có bác này nó chua chua như kiểu chanh ấy. Hả? Đóng máy nhé, thằng này ra này à? Thằng này chơi mai chưa ra? Ồ, này ông thì sợ là cháu Lực với em Sử là không có biết cái phần đất của nhà ba ông cháu tới đâu thì ra đến đây để chỉ có bác. Đây, ông này tạo luôn một cái khu mà biên giới của bác, như ở khu biên giới để cho phân biệt được ấy. Cây chặt được cây bên trước đi. Đây. Đây, chặt cây bên trên trước đi. Đây nè. Đây nè. Ôi, như kiểu cái gì ngứa sao ấy. Chắn luôn là cái này ấy nhở. Cái này cũng già rồi. Đây, Sứ ơi. Đấy, xem cái nào chặt thì chặt đi. Ôi, cây kia có một cây khô rồi. Cây kia nên lấy làm củi rồi. Thăm chắn nữa, bắt nó hôn ở dê nó. Ồ, bà này Sử thăm lắm rồi kìa bà này à. Hay Sử đi chặt cái cây kia cho ông đi. Cái to ấy. Thăm nó hôn luôn đấy nhỉ. Ồ, hay Sử thăm nào kìa. Ui, cái cây này ngứa lắm Sử ơi này. À không phải, cây này có gai, không phải ngứa. Gai nó đâm lên. Phải lắm, lên phải rồi. Đây bẩn quá, không dám đi đâu. Nhưng mà ở đấy là kéo đi bên kia đúng không? Cho nó đổ ra hướng bên kia đi. Vâng. Đổ ra. Ở dưới này thôi. Ui gì? Xem đi. Kia đó. À. Ui, ta thăm cho hạt dưới. Đổ được chưa? Ôi, nhưng mà bây giờ mình không chặt cả cái này chứ, nó mới đổ xuống chứ. Nhưng mà mình phải chặt kiểu nào để cho nó đổ bên kia không, tính kéo lên như cái mình chặt cái ngọn nó. Ôi, đổ đâu? Cây này chóng cho nên là nó đổ rất là khó. Chặt luôn cây này. Đây, anh chặt luôn cây này.
Nó đổ đấy, chúng mình đổ đấy, cây của con đổ đấy. Từ từ ra con này, từ từ, anh... Ôi anh sửa, kéo cây này lên. Kéo ngoài này. Xem nó đổ đi bên kia vào. Anh chặt có 4-5 phát là nó đổ rồi đấy. Quân là chặt bao nhiêu phát rồi? Ôi, cửa thật nha. Đá. Làm cảm giác ngộ hồi hát đấy con. Ôi, anh xử lê. Đá là kỳ thăm 1 mét vào. Ôi, anh ơi, cho là phải kéo trên bên kia chặt luôn rồi. Không, kéo, kéo rồi. Bây giờ không kéo được đâu, cái này. Không được. Dưa. Yeah. Con kiến này tôi lấy về ngủ mặn ngàn. Đợi rồi. Cứ tao nó ngào thật đấy. 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 Nhưng mà cẩn thận ông nhá, ông ở dưới kia đấy. Ô, sai lầm rồi. Sai lầm rồi, dưa đấy sai lầm rồi. Thế bà dê ní lắm không? Ồ, kẹt. Xong rồi đây này, sửa. Hơi lông tới chưa? Cây kia lên kia kéo rồi. Hơi. Hơi. Sao được chưa sửa ơi? Chưa. Chưa. Cái này thì một tí lên trên kéo luôn thôi. Đừng để nó chảy xuống nha. Đấy. Thì anh em lên trên kéo rồi. Bây giờ làm nào kéo nó xuống một tí. Ôi Quân ơi, kéo bên này đi em ơi. Từ từ xem bên này kéo đi, đi xuống kéo đi. Đấy, kéo bên này một tí thì mới chặt được. À xuống đi, ôi cái này to lắm anh này. Chết xuống được. Chưa. Anh xuống rồi, xuống rồi. Rồi, cây cho nó nằm đấy rồi. Nào, thấy nhá, Quân nhá. Ôi dồi ôi. Nó đang bị bẻ cái rồi. Đấy, nó cũng mắc luôn chứ, cây này. Đây, bây giờ chỉ có kéo lên trên này xong tí chặt lại. Hơi ba nào sửa em mà em ơi hơi hơi nào Quân lên trên em thay đổi liên tục hơi từ từ anh không chụp kéo rồi
hai ba rồi phải hai hãy lên trên đi. Ôi sửa bây giờ chắc ra đây em ơi, tôi nói thấp một tí từ từ nha, có điểm tựa đã. Hai hai từ từ ra nghỉ ngơi đã, không biết được chưa. Nào nào nào, tiếp đi, kéo cái này xuống đã. Rồi thì anh em mình nhớ sau. Hôi. Hai ba. Hôi. Thử đi nha. Được chưa? Hai ba. Hôi. Thế nào? Sứ chặt đấy rồi, chặt đấy được chưa sứ ơi? Thôi chặt đấy đi. Kia nó bị mắc kia quá rồi. Từ từ nha. Ôi. Ôi đừng chặt đấy à. Rồi chặt được rồi. Bên này sắp gáy sao ấy. Dạ, dạ. Ôi. Ôi. Đấy là chỗ xử thôi. Thật nhá xử ơi. Tình yêu ơi. Xử ơi. Chặt ra đầu bên này một tí. Xong rồi Yusuf kia luôn. Chặt ra đầu bên này một tí. Cái này kéo được rồi. Ở kia nó không kéo lên này. Bây giờ cái cây này mình chui xuống kia luôn. Bên này đi. Hả? Nó thẳng bên này. Sao? Đấy, bên này mà. Nó thẳng. Phát phát cái cây. Chặt cây nha đi. Hả? Mất thắt thế, thủ chân này ổng lên đồn đa dũng này. Bên này là dũng này phủ kì kì ra lo một bắt hẳn đấy hả? Ô, bây giờ thả đi xuống cái rồi, thả xuống cái kia thôi. Cung thì à... Kêu về đây. Ôi nó bị kẹt đâu rồi. Từ nhà cái này nó bị đẩy người phát là bay xuống hủ mày luôn đấy. Kẹt được, kẹt được. Giờ em đi đâu bên kia kéo. Đi đâu bên kia không kéo kéo xuống đi. Kéo đi đi thẳng đường kia đi. Con ô có một dao của anh thôi nhỉ, con dao đâu rồi. Con nào kéo cái đấy đi nhá. Ô con dao kia đâu rồi? Thấy dao dưới rồi. Trên này. À đấy. Không được đâu. Đường quân này. Có gai à? Có kẹt ở đâu đâu? Nào sứ hộ, sứ đẩy đẩy cho quân đi. Cứ thả nó đi xuống cái bú tre kia đi. Được chưa? Ôi sứ ơi, bây giờ anh em mình sẽ kéo cây này đi. Quân nó ở cây đấy nó kéo đi, nó thả đi xuống cái bú tre kia rồi. Vâng. Cây đấy thì bây giờ cũng đã chặt hết cây to rồi các bác ạ. Bây giờ những cái cây này thì nó còn vừa vừa thôi, cho nên là mấy anh em sẽ không có chặt thêm nữa. Thế nếu mà một tí đi ra kia mà còn chưa có đủ ấy, thì anh em sẽ chặt ở nốt bên kia nữa. Vâng. Ở đây thì giả sử cũng chỉ đến đây đến kia thôi các bác, cũng không có nhiều nhiều cho lắm. Với lại nhà sử thì có cái tre. Tre đấy gọi là tre gì ấy nhỉ? Cái tre mà mình để làm măng ớt rất là ngon đó các bác. Còn cái này là cái cây vầu của các bác này. Ở bên mấy cây kia không phải đâu nhỉ?
Không phải rồi ạ. Thấy ông tạo ở đây một bên dưới rồi cô bác ạ. Đúng nhá. Mình theo cái suối đi về được không nhỉ? Hả? Theo cái suối đi về được không? Không được đâu. Không được đâu à? Ôi kéo đi đi. Quân cây quân xuống kìa. Cây quân ra chưa? À đến đây à? Ok ok. Nào, từ từ xuống đánh nhá. Thôi. Thấy hai người thì nó sẽ nhẹ hơn một chút. Thả xuống đấy. Đấy. Ok. Ai rồi. Thả thả đây đi. Thả thả đây đi, bạn hiểu 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 không kéo đâu. Từ từ nhá. Cầm cái dao đó. Bao tải các kiểu nhá. Cứ bỏ đất đi em ơi. Người đấy nha. Ok. Hiệu ơi cầm dao nhá. Ôi, dán dán kìa, dán kìa. Đây, chui chui xuống dưới. Ra ở đây. Một thôi. Đâu ra đây mà. Đây. Trước mặt đây, trước mặt đây. Trước mặt đây, trước mặt của sứ đây. Đây, đây. Thấy chưa? Còn cái quân ở đâu nhỉ? Này dạ, lên đường kia luôn đấy. Ai đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Đây, 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 đây. Thấy rồi. Thấy rồi. Ơ. Cái gì đây? Phèng à. Hả? Phèng à. Có gì đốt đâu không? Hai em bưng cái cây lên trên này nhá. Vâng. Anh kéo cây này. Cây này thì to hơn rất là nhiều các bác này. Mặc dù nó ngắn hơn nhưng mà nó to ấy. Mà đi đi. Không đi đâu. Dễ kêu gì.
Anh em nghỉ ngơi một tí đã. Mệt quá rồi. Chặt kéo anh em cho ăn. Chặt xong phát nó trôi xuống dưới nhỉ. Ôi nãy không biết kéo lên hay không chặt. Nhưng chưa kia kéo. Sự chặt vội quá. Đây, nhìn ra đã. Phải hai người, ba người kéo lên mới được ấy. Sao ấy? Gai đâm à? Sư. Vâng. Ui, đây rồi. Cái gì đấy? Đây ha. À, đến nó luôn. Rồi. Nãy vừa rồi xử chặt vội quá. Đấy, ra bên này tí. Từ nhá, anh nhá. Đây, đây, xử. Đánh đấy. 2, 3. Rồi. Hết cảnh rồi. Từ từ nhá. Hãy. 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 Nào đẩy hết bên kia đi. Thôi. Hãy được rồi. Hai thanh niên cây này nhá. Cây này thì anh em vác sau. Anh em một mình cây kia. Cây kia nó nhỏ hơn đấy. Hai một cây luôn. Muốn làm một cây á? Cây kia sao nó vác giường? Thế nào? Được không? Được mà. Quân xem vác được cây này không? Quân vác cây này đi. Cái này xử vác. Anh cầm dao nhá. Cho Hiệu và cầm dao đi. Ui, tôi đi xuống dưới đi. Ai, thì vai ạ. Trơn à? Cái này có vẻ là rất là dài nên là thật là rất là khó đi. Từ đợi anh ăn nha. Có anh tí. Ôi, anh bảo này, kéo lên trên luôn. Không tí nó cua khó lắm. Anh em cứ kéo đi kéo đi rồi. Nào Quân. Thôi. Đấy, bây giờ cứ kéo đi kéo đi rồi. Chị cho mượn dao nào. Dư nhá. Dư nhá.
Bây giờ anh em kéo đi rồi. Nó nhanh hơn. Và nhanh hơn ạ. Nhưng mà nó nó anh thấy là nó đi cua nó khó quá. Cây của anh dài quá. Đắc thế ở bác lấy ra được trên đây. Cắt hai đoạn đi, xong đoạn cuối tôi bắt cho. Thôi được mà. Tí vừa cầm dao này qua dao nữa. Cứ để thế này xem. Xem người tự cắt chỗ nào đến chỗ nào. Nghỉ ngơi đã. Anh có hai con thạch này không? Hả? Anh còn hai thạch. Anh đây, ăn đi. Cho hai thằng làm con này. Đại sứ này. Xin đấy. Lấy đi, ăn đi. Ăn xong đi tiếp. Còn mỗi hai con trong túi được không bác? Ở dưới kia thì bây giờ cũng đã mót gần hết rồi các bác. Đấy, một tí nữa thì anh em sẽ di chuyển ra những cái búi tre này, xem là cái búi nào mà có dày đặc và nhiều nhất thì mình sẽ chặt đi. Thí dụ như cái búi ở trước mặt ngôi nhà của ba ông cháu đấy, thì búi đấy thì cháu được nhìn thấy có rất là nhiều cây già, cho nên là có thể là chặt ở chỗ đấy bớt đi tầm 1-2 cây các bác ạ. Không phải là 1-2 cây đâu, chắc phải mười mấy cây đấy. Một cái búi rất là to. Let's go thôi nhỉ? Let's go thôi nhỉ? Let's go, đi thôi. Đi lên trên đến rồi anh em nhìn ngay sau. Không biết là bây giờ anh em thợ đã làm xong phần là như thế nào rồi các bác. Thực sự ra thì cái cây của anh khá là dài. Nó không có nặng đâu nhưng mà khá là dài. Ô, còn nước mà. Bác đi thôi. Ô, chắc là cũng theo sử để bác đi thôi. Hàng nè. Hả? Tôi tao mà tao. Đem ăn chưa? Em đây ổ kia con này. Bên này vướng rồi. Ây, đây hình hội không? Ở Việt Nam nè. Ồ, có những cơn gió này thổi vào thật rất là mát. Mà lúc đấy lấy kéo cho chưa đến đây đâu. Căn bản là cây nó cũng dài quá, nghĩa là mấy anh em mình con đường nó cua ấy. Đáng lẽ ra là mấy anh em mình phải chặt đo
đo đi không chặt. Đấy. Bây giờ thì dưới kia thì cũng đã hết rồi, phần xa nó thì mà anh em đã khai thác hết rồi các bác, bây giờ chỉ còn ở gần xung quanh đây thôi. Mà anh em nghỉ ngơi một chút rồi thì sẽ tiếp tục là đi xuống chặt thêm 1-2 cây nữa, móc về. Đấy, dưới đây thì mình chặt ngay này thì cũng gần thôi. Thử đi vào trong kia lấy nước ra tí, lấy nước trong bình nhá. Vâng. Mì thế này có còn muốn lên hộ xử không? Có. Có à? Hộ xử đấy, lúc nào nhà mình có việc thì xử lại đi hộ nhà. Nhưng mà mấy công việc mà đi xúc cắt xúc sỏi này thì em không có xe thì thành ra không có được, không vận chuyển được. Đấy, còn anh cũng mang đi, anh cũng lại thuê người hết rồi. Đấy, chỉ phụ là những cái cây trống như này thì cây này cũng phải là đi lấy khá là mệt cô bác ạ. Lấy cả tiền về đây à? Cho vào pép này. Cho vào pép vào, có pép không? Không có pép đâu. Có. Cái này nó xài không? Lấy cũng như cả bình đấy cũng được, xong Quân đi lấy bát đi. Lấy quăng rồi, xem quăng rồi. Dưới đâu? Dưới gì à? Dưới kia. Sao thế? Bảo là cái này mà. Ôi, cái đây, đây. Đứng đây, đứng đây. Sứa này chặt ở chỗ kia thì kéo nó dễ hơn kìa. Đúng rồi. Đúng rồi. Để chà mấy cây nấy đi. À, mấy cây nào? Cây ở trên đấy. Đâu? Thế chặt đi. Chặt đi. Của nhà em không? Phải ơi. Phải à? Chặt hết đi. Vậy ở bên này thì còn mấy cây ở gần nhà cô bác ạ. Và mấy cây ở gần nhà này thì góc bên này thì sẽ phải chặt hết cô bác. Nó che hết cả cái góc nhà rồi. Đây còn là cái tiến độ làm nhà thì các anh vẫn đang tiếp tục làm các bác. Đây một tí nữa thì cháu được xé lên ghi cho tất cả các bác anh chị là một đoạn không biết là hôm nay các anh sẽ làm mà tới đâu rồi các bác ạ. Đồ dưới em kéo lên thôi. Cẩn thận nó văng vào mặt nhá, vào cầm thì nó vỡ alo luôn đấy. Thông người sau gáy được, nó chỉ gáy cành thôi. Cắn để mạnh lên. Ôi, rơi rồi. Nhấc lên luôn anh Sứ ơi. Không cần phải nhấc lên. Ui rồi. Thật nhá. Oh, rơi rồi. Đi chặt cành thôi. Chặt cả hai cái cây nó đổ xuống hết đi, xong chặt cành không? Vậy nhà của ba ông cháu thì chỉ có phần là đổ cái mái hiên một chút thôi, cho nên là cây này cũng không khó phải lấy nhiều cho lắm cô bác ạ. Lấy độ tầm 20-30 cây quay đầu thôi. Hay còn là cái góc bên này thì của nhà chú bên trên thì chắc chắn là mấy cây này mấy đứa mình phải mua lại xong mình chặt nó đi. Và cũng nhắc luôn với chú rằng là ở gần nhà quá thì ở gần nhà của ba ông cháu quá thì cũng bảo với chú thông cảm là rằng đừng có nên để cái cây mà nó rất là lớn. Nếu mà nó mọc cây đi thì có thể là cho chú bẻ cái phần măng của nó đi. Bẻ măng của nó đi thì nó sẽ không có mọc thêm cái cây lớn nữa các bác. Kéo được không? Cái này, anh ở bên này đuối rồi. Ôi, bên này, bên trên rồi, nó mới được. Đấy, góc bên trên này thôi. Nhìn dưới được mà. Ôi, ui ôi, gai đấy. Ôi, đây, vừa ấy đi. Anh vừa kéo xong vừa chặt cái cành ra đi. Kéo đi. Được.
chưa già đâu. Cái kia là bây giờ mày kéo khó đấy. Quân đi xuống ấy cùng anh Sử kéo lên đi. Lùi lại một tí, kéo bên này luôn. Hãy lùi lùi lại một tí. Hãy vừa lùi vừa xoay đi. Quân thì cũng là một vừa là 10 người bạn của em Sử, vừa là một người em của em Sử của bác. Lên luôn nhá. Cây này khá là dài đấy, cây này có thể là dùng được 3 đoạn. Đúng rồi anh Sử, chặt cái kia cơ mà. Đúng rồi anh được không? Chặt cái nọc con con kia. Thế nào? Cây này, đây. Cây này cũng nên chặt đấy. Nó cong thế này. Cây này bây giờ mình chặt là nó... Chặt bên dưới nó trước. Cây này cong quá rồi, mình nên chặt nó đi sửa. Với lại thêm mấy cây kia kìa. Hôm nọ thì các anh thợ là chặt cái cây sao mộc với cô bác. Cho nên là nó bị đổ xuống, mấy cây nó bị cong. Với con ngọn cây sao mộc ở trên kia. Không thì chặt cây trước mặt kìa. Trước mặt kìa. Đấy, trước mặt của Sử kìa. Đấy. Chặt cây đấy. Tại đây thì cháu được cũng nhìn thấy là các anh thợ của bác ạ. Làm một cái nhà vệ sinh tít góc bên kia của bác. Các anh thợ cũng không có đi bậy đâu. Cái dơ ma lên. Ao. Đấy, trước khi các anh thợ vào thì các anh thợ cũng đã chuẩn bị chỗ vệ sinh cá nhân của mình, mọi cái. Nói là như là nếu các anh thợ nào mà đi mà không có làm nhà vệ sinh ấy thì có là đi bậy là nhiều đúng không bác? Đây toàn là chui vào trong rừng thôi, nhưng mà ở đây thì các anh thợ của cháu Lực thì cũng biết ra bên kia là làm một cái lán nhỏ nhỏ để mình đi vệ sinh ở phía bên đấy. Ôi. Từ từ. Ôi. Từ nhá, từ từ nhá. Bây giờ nhấc nhấc lên nhá. Hay rồi. Yeah. Ôi, không được đâu, không được đâu. Kéo, 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 kéo. Ba anh em mình cùng vào đây kéo rồi. Nào anh bảo hôm 1, 2, 3 nhá. 2, 3. 2, 3. Ôi. Có vẻ như nó bị... cũng không được đâu. Kia con chọn cây bé kia kìa. Đúng rồi. Chỗ này nó bị mắc ở đây rồi. Thôi tiếp tục nào. Mày chịu. Ba. Thu thu lùi đi. 1, 2. 3, 2. Được một tí rồi. Không về được đâu. Từ từ, ngâm cứu đã. Ngâm cứu đã, ngâm cứu đã. Còn một đoạn tí thôi. Đấy, nó không khu ngọn kia thì chặt phát xuống luôn rồi. Ui, ui. Cẩn thận nha. Không, được rồi nhá, anh ở đây. Chặt chặt ở kia đi. Quân, Sứ. Chặt ở kia. Hãy rồi là kéo tiếp. Nó không xuống đâu Sứ ơi. Để em đứng. Để, đừng có run. Sắp được rồi. Nào.
Một chân nữa nè. Ui. Đi 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 bên kia một tí thôi. Bạo lực sức tác à mà. Thôi 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 thôi. Thế rồi. Nó xuống rồi. Chân được rồi. Nó xuống rồi. Nó xuống rồi, thôi thôi, thôi nó xuống rồi, bây giờ kéo được rồi. Chưa xuống. Đâu. Bây giờ xử. Không xử chặt chỗ chân xử đi. Chặt một đoạn đi. Anh về đây chặt đi. Hả? Anh về đây chặt đi. Ra đâu? Chặt ở đây này. Đây là đủ rồi. Tầm 3 mét thôi mà. Chặt dưới này. Dưa đưa ra cho em nhá. Em chặt chỗ này. Thôi con này, con đi đưa con này. Chặt như thế tí nó rụng xuống thì. Nó rụng xuống vỡ mồm ấy. Đây. Đưa xong rồi đi thăm kia nhá. Chặt đây ơi. Anh chặt cho. Đấy, cái chân của anh không có chỗ đứng tí nữa lại. Đồ à. Cái kiểu gì thế? Cái này thì không khen đâu nhá. Cái này. Cái này là liều đấy. Ngồi xuống luôn anh Sứ ơi. Xuống chưa? Đúng rồi. Giao nhá. Giao nhá, Sứ nhá. Đi, rồi, chặt đi. Bây giờ nhấc hẳn, nhấc qua cái đấy đi. Đấy, nhấc qua cái đấy. Thả đi, thả đầu đi xuống đi. Bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ tiếp tục chặt thêm một hai cây thôi. Xem cái cây nào vướng quá thì anh em mình sẽ chặt bỏ đi các bác ạ. Thế còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cũng khá là dài thôi các bác. Thước phim hôm nay thì anh em chỉ có đi chặt cây trống về để làm cái phần cột nhà thôi. Đấy, một tí nữa thì cháu được sẽ ở lại đây ăn cơm với đội thợ và ghi hình lại cho tất cả các bác anh chị là cùng biết là hôm nay đội thợ đã làm tới đâu rồi các bác nhá. Có lẽ là thước phim này hơi là dài cho nên là cháu được xin được chia ra làm hai thước phim của bác, sẽ tránh để các bác xem quá là lâu và thời lượng thước phim khá là dài thì ra là xem rất là nhàm chán. Thế còn bây giờ thì cháu được cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bán Em. Xin chào các bác anh chị. Độc Quân xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.